thôi rồi lại chưa không được có cặp nhau kỳ kỳ quá kỳ thôi quý không có muốn làm kiểu này lấy tan ra kỳ một khi đã trao trái tim đó cho ai em yêu còn điên không biết cách dừng lại. Anh nước này nước gì mà anh mang cho thí sinh của mình vậy anh? Đây là nước thánh thương hiệu Ramastic. Nước thánh thương hiệu Ramastic. Uống nước của thầy thấy sao bác? Uống nước của thầy thấy sao? Chà mật ong, kiểu kiểu là Việt Nam mình lại uống chà mật ong với mình cháo hầm. Chị Sơ có gì để nói về chiếc đầu này không? Cái này là bài diễn của mình nó có rất là thích quan những cái thứ là liên quan đến cái màu sắc này. Gì hả? Hay là những cái màu sắc của những cái kẹt mà chơi bài trong casino á, kẹt tiền á, thì mình lấy tưởng tượng cái đó thì thắng thì vui, thôi thì buồn. Mày ngon, nói về outfit của em đi. Flag không các bạn? Đủ flag chưa? Xin lỗi nếu mình có hình bản không xuất hiện Space Boys vui gọi ở đây không chơi nước liền. Bây giờ thẳng thẳng đất lại show. Hip hop mà không có anh như lời người tiêu hạt hay ô. Để nhạc của anh lên top chỉ cần cầm bấy và bắt tay vô. Lên sân khấu của B.A.T. nhúng đôi nhảy và Jack Macro. Hip hop never die vì mỗi chúng ta là mảnh ghép, liên kết từ Bắc tới Nam với những câu từ thật đánh thép. Now I show all respect for Việt rap. The 16 nó sai, yo we put in the map. Anh em rất là thân Brick, tên là Dan, anh là người nước ngoài và anh được cho Rick một cái họp đi đây. Anh nói là nếu đi làm hay đi đi rap việc Running Man whatever mà cảm thấy đói thì lấy cái này ra ăn. Thứ nhất là nó sẽ có một lượng đường nhỏ, chỉ 4 gram thôi, không mập. Và Rick giảm ảnh trường mập, mọi người biết không? Và mình đặt trọng niềm tin vô lời người bạn đó là cái bánh này không tại ảnh là master về dinh dưỡng luôn cho nên đây là bánh protein. Hết rồi. Hết. That's it.
Đúng rồi. Cho mình đeo tiếng đẹp. Và xem ra phát sáng nha. Review em. Hình như mới vừa có cái nạn sụp đổ. Dạ vâng. Tâm trạng anh bây giờ như thế nào nè? Tâm trạng em rất bình thường. Thôi thì... Không được chơi. Không. Chỉnh cái... Không. Chỉnh cái máy rốt rồi. Thôi, lấy lại tinh thần sớm nha. Ok. Thôi nha. Thôi, tưởng là tới vòng A3 rồi, cứu chứ. Đâu, cứu luôn bây giờ mà, thế nên em mới bảo là cơ hội chỉ đến một lần thôi. Không cứu bây giờ là vào A3 là em được tự cứu. A3 là một huấn luyện viên tự cứu, còn bây giờ là mọi người... Ôi là biết rồi đúng không? Biết rồi. Vậy là giỏi rồi, không? Thích dẫn ra quay lại vẫn được à. Thôi, biết rồi. Em nói cái gì á? Không được có cảm thấy kỳ quá không? Kỳ quá không? Bạn cảm thấy như vậy anh ha. Thôi, Quy không muốn làm cái kiểu này, lấy tan ra kỳ quá. Một khi đã trao trái tim đó cho ai, em yêu còn điên không biết cách dừng lại. Quên rồi. Chịu không nổi à? Để cứ tao để kinh nghiệm một thầu. Quý vị ăn hết, bớt người ta. Quý vị ăn hết, bớt người ta. Vlog 14 là vlog bị ăn hết. Quý vị ăn hết, bớt người ta. Trời ơi, tôi đã qua những cái ngày tháng sơn móng tay như thế này. Dưỡng nó lên mệt đấy. Hả? Dưỡng nó lên mệt đấy. Cho hôm nay. Sơn dưỡng. Để lấy cho xin vui khí nha. Cho đứa nhỏ nữa. Thank you.